Chào tất cả các bạn, mình là Super Siêu Anh Tuấn. Mình đang có mặt ngay bên bờ sông Lam. Sông Lam hôm nay cạn nước, nước rút hết, nhìn thấy cả đáy sông luôn. Hôm nay trời cũng tương đối lặng gió. Phía trước là công trình thi công cầu Cửa Hội. Cập nhật thời điểm là ngày 11 tháng 1 năm 2020. Những cây trụ cầu là cũng dần dần hoàn thiện. Thị trường bất động sản Nghệ An đợt này thu hút rất nhiều vốn, rất nhiều nguồn vốn. Rất nhiều dự án cùng cộng hưởng cùng một lúc, ví dụ như là đường 72, đường 72m Vinh Cửa Lò, rồi cầu Cửa Hội, rồi tất cả những tuyến đường ở trong các phường xã, chẳng hạn như là Nghi Đức, Nghi Ân, Nghi Phong, được các tuyến đường liên xã là người ta cũng thi công rất cấp tập, kể cả Nghi Xuân cũng làm luôn. Ở Nghệ An Thanh Hóa ấy, là một trong những tỉnh lẻ có nguồn tiền đổ từ Hà Nội về rất nhiều từ các nhà đầu tư cá nhân, bởi vì bản thân thị trường Hà Nội hay là Sài Gòn ấy thì nguồn cung hàng bất động sản là cũng tương đối bị hạn chế, bị thu hẹp lại rồi. Đó, đang ở ngay một cái sân bóng đá đây. Đá bóng đây. Đây là một kỳ làng, chắc là thuộc địa bàn của Nghi Xuân Nghi Hải. Đấy là Nghi Xuân à? Nghi Hải à? Đó. Sông Lam thì các tàu ví dụ 1-2 nghìn tấn đều bán, tàu 1-2 nghìn tấn là đã có thể cập cảng vào sông một cách dễ dàng rồi. Cách đây mấy năm ấy là khi có một cái cơn bão vào tầm tháng 8 ấy thì có nguyên một cái tàu mấy nghìn tấn ấy mắc cạn ở đây, mắc cạn ở cái khu vực đầu này, nó bị sóng, nó bị nước sông nó đánh mắc cạn luôn. Thị trường bất động sản Nghệ An chắc chắn là cũng còn sôi động, tầm phải vài năm nữa mới hết được. Đâu rồi. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên like, comment và chia sẻ nhé.